Trước đó, Bộ Chính trị đã họp và cho ý kiến về dự án này. Tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam dự kiến có tốc độ 350 km/h, chiều dài trên 1.500 km, đi qua 20 tỉnh, thành phố, bắt đầu tại ga Ngọc Hồi, Hà Nội và kết thúc tại ga Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Công trình có kết cấu 60% là cầu, 10% là hầm và 30% là nền đất, nên suất đầu tư dự án khoảng 43,69 triệu đô la Mỹ trên 1 km. Bộ Giao thông Vận tải đặt mục tiêu trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp tháng 10 năm 2024, đấu thầu lựa chọn tư vấn quốc tế, triển khai khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong năm 2025-2026, triển khai giải phóng mặt bằng, đấu thầu lựa chọn nhà thầu và khởi công các dự án thành phần đoạn Hà Nội, Vinh và Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh cuối năm 2027, khởi công các dự án thành phần đoạn Vinh, Nha Trang năm 2028-2029 và phấn đấu hoàn thành đầu tư toàn tuyến năm 2035.